em bé kìa. Ờ, em bé kìa đó. Qua như này á, là hôm nay mùng 5 Tết này, là tới lúc nào mà thích coi á, là cứ mở cái kênh ra là coi em bé rồi. À. Ờ, em bé kìa. Em bé dinh nguyên cái trái bưởi của ông đìa ra chơi luôn. Trời ơi. Ờ, thằng Bí này. Ờ, Bí thì nằm chơi điện thoại rồi. Trời ơi. Thế giờ còn Tết không con? Còn không? À, không lại vậy à. Thì có sao đâu. Đẹp trai mà, trời ơi, cho người kỳ á, mọi khi lên hình quay quá trời mà làm gì xấu hổ. Mới làm YouTuber mấy ngày vừa rồi mà giờ xấu hổ. Bao mấy tuổi rồi? Bao được mấy tuổi rồi, năm nay học lớp mấy? Nói chuyện đàng hoàng. Hả? À? Năm nay học lớp mấy? Đây là một em bé nha, năm nay không có lớp nào hết. Em bé này là nhiều lớp lắm. Em bé này là học vô tự vạ. Dễ trời. Em bé này thôi rồi á. À, có nghĩa là em bé này là nhưng mà rất là dễ thương. Ê, nhưng mà bây giờ hết Tết rồi mà bố. Con nồi nào? Con nhỏ lắm. À, ý là còn cái gì thì còn Tết. Nói nghe coi. Còn cái gì? Là tức là chưa chở cây mai đi là vẫn còn Tết đúng không? Ờ. À, chứ trời. Cái này chắc làm nhân vật được á. Trời ơi. À, đây là mẹ. Đây là công tử nha, đây là công tử nhà giàu nha, còn đây là mẹ của công tử nha cả nhà. Đây là mẹ của công tử tên là Lê Thị Bạch Mai. Nói chung là người này người đẹp. Người này đó còn lá Phật ra thì ăn xong làm rồi. À, lá Phật ra đó nha. Lá Phật ra nắm chung là Tết năm nay cũng trúng mùa lúa rồi. Lúa gặt dữ dằn luôn. Trời ơi. Còn đây là mẹ của công tử nha. Ở nhà này có đứa hả? Hai đứa kia là đứa con hàng xóm. Con này là dạng như công tử Bạc Liêu mà. Thấy không? Mẹ thì làm nghề phó giám đốc siêu thị nha cả nhà. Còn là ba thì làm tổng giám đốc phó tổng giám đốc công ty taxi. Ôi, nó quay mình luôn rồi anh. Có nghĩa là bo này á là mẹ thì làm phó giám đốc nha. Phó giám đốc trong một cái gọi là gì siêu thị. Còn là ba thì là phó tổng giám đốc công ty taxi nha. À, dữ lắm, nói chung là gia đình em bo này ghê lắm. Toàn có dữ không à? Đại thi ơi. Toàn đại ca không à? Trời ơi. Thì đây là chúc cho bo năm mới là bo ăn nhiều mau lớn. Rồi chúc cho đây là đây là Bành thì Ngọc Mai nha. Đó chưa? Cái tên cũng dễ thương chứ bộ. Tên cũng dễ thương. Dữ lắm, nói chung là phó tổng giám đốc gì mà siêu thị mà cả nhà. Cho nên là dữ lắm. Nhìn tướng vậy thôi, lên đồ lên là ngon lắm. Lên đồ lên là chơi cái dạng cánh rơi á. Là dạng như là rồi đã xếp xong luôn á. Giỡn mặt. Đúng không bò? Hả? À? Bò. Bò. À. Còn kia là lão Phật gia. Lão Phật gia ăn xong rồi. Đó, ăn xong nào rồi. Không? À. À. Thế năm nay có đi học không? Đưa cho bà nội cho em này. Này. Bo đưa cho bà nội. Nó quay mình chứ. Thôi không? Dữ không à? Nhà này toàn phó tổng giám đốc không à? Trời ơi trời. Trời ơi trời em bé kìa.
Em bé quá trời là em bé dữ rồi. Chị ơi. Đang quay em bé mà. Em kêu là kêu làm gì em bé, em bé mà im lặng luôn em bé. Phá rồi. Phá rồi. Thôi hãy đừng cu bé mình. Mai bữa nay nở vẫn còn đẹp, cái mai đó, cái mai hôm nay mùng 5 Tết mà vẫn nở vẫn đẹp với cả nhà, đúng không? Đây là cây mai này là người ta tặng cho phó tổng giám đốc không ạ? À? Nhà này Tuấn chức phó tổng giám đốc không ạ? À? Mua mà. Vậy mua. Mua rồi mua. Đó. Phó giám đốc rồi tổng giám đốc mà mua gì? Đầu lao. Nhà này. Nhà này toán chức phó tổng giám đốc không? Trời ơi ơi trời. Rồi bây giờ lá Phật ra thấy không? Tết này lá Phật ra là ấm rồi. Trời ơi trời. Lá Phật ra quay mặt ra đây hát rồi đàng hoàng như thôi. Đang quay lá Phật ra. À, hát thì hát đàng hoàng chứ sao lại hát lại quay mặt vào trong. Rồi rồi in lắp mình ra hát rồi im. Màu hoa tươi chót yêu từ lâu, hoa xinh xắn nhớ năm nào. Hẹn rồi đây có hoa anh đào. Lão Phật ra hát rồi, Lão Phật ra ngồi dậy hát đi. Con mà Lão Phật ra bài nào hát được? Tại vì bà dì bà kêu là bài nào và Lão Phật ra. Nào cũng bốc luôn. Ông có hỏi cái bài này mẹ con quá được không chị? Thôi mày khỏi lo đi, bài bài nào bà cũng hát. Thế con nói ủa sao sao má biết bài nào ba má cũng biết hát. Thế bà gì nói khỏi lo mày, bài nào bài nào má mở má hát. Thế con quay một cái video coi má. Má mở ra má hát không ấy, không có cần nhạc, tắt nhạc đi, hát công thôi là được rồi. Con quay không mở có lời mới hát được, thì có lời nhưng mà mình tắt tiếng thôi, đâu có thuộc đâu, đâu có thuộc cao kê đó, cao kê nhưng mà không có thuộc bài. Ý con nói là má mở ra má nhìn má giống như má hát cao kê vậy đó. Ờ thì đang mở nè. Nhưng mà má tắt tiếng được rồi thì đâu có tiếng đâu. Bò nó mở thì phải hát hoài à. Đây là lão Phật gia nha, đang dò cao kê để hát nha cả nhà. Thế vậy chứ lão Phật gia yêu đời lắm, hát hay lắm. Bài nào lắm? Kêu bó. Mở cái gì đấy? Kêu anh mở cái bài gì cho bà nội hát đi. Bài ca nhạc trữ tình á. Đánh lên ca nhạc trữ tình, bà nội tới bài nào bà nội cũng... Nhưng mà có điều là tắt tiếng đi. Không, hôm bữa người ta đã mở cái mảng có thể và không có thể hát được mà. Tự nhiên đang hát cái tắt đi. Bây giờ má đọc cũng được, không cần má. Bà gì? Không thể và có thể. Okay, không thể và có thể. Rồi nha, hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp nha. Về má của anh Ngựa sẽ hát cho cả nhà nghe nha. Không thể và có thể. Quý vị khán giả hãy đón xem vào video kế tiếp. Tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại nha.